Đồng Thảo xin kính chào quý khán thính giả của Quê Hương Media. Vâng, thưa quý vị, năm nay mùa hè sắp đến rồi. Và nếu mà quý vị còn nhớ, năm ngoái Đồng Thảo cũng được vinh dự ngồi đây cùng với thầy Quảng Thường từ Chùa Hồng Danh, cùng với Xuân Trang. Năm nay thì có thêm chị Yến Hà để chúng tôi có dịp để giới thiệu đến quý vị về một chương trình đặc biệt sắp tới mà Đồng Thảo sẽ nhờ thầy nói rõ hơn. Dạ thưa A Di Đà Phật, con kính chào thầy Quảng Thường. A Di Đà Phật, dạ. A Di Đà Phật, ngài kính chào cô Đồng Thảo, cô Yến Hà, chị Vary Xuân Trăng. Kính gửi lời chào thân mến đến tất cả quý đồng hương, quý Phật tử ở tại miền Bắc California cũng như khắp nơi trên thế giới đây cho nên ôi. Đúng thế, tại vì là Quê Hương Media bây giờ là có thính giả từ khắp mọi nơi đó thưa thầy, coi họ coi có thể coi bằng Youno hay là YouTube. Vâng thưa quý vị, bởi vậy nên là cái chương trình này sẽ được gửi đến quý vị với những cái tin tức mà Đồng Thảo sau đây sẽ mời thầy và các chị với các cô Xuân Trang ở đây để trình bày đến quý vị. Một chương trình mà năm ngoái Đồng Thảo cũng có hân hạnh được phỏng vấn thầy, đó là buổi dạ tiệc văn nghệ gây quỹ. Mà đây là lần thứ 5, tới 5 lần rồi đó, để có tiền để mua xe lăn, này, xe lắc, này, xe đạp này, và có quà cho học sinh nghèo. Đó là một cái chương trình rất là ý nghĩa do Hội Từ Tâm Charity tổ chức hàng năm. Đặc biệt năm nay là kỷ niệm là năm thứ 5. Vâng thưa thầy, thầy có thể cho thính giả của mình biết được là ý nghĩa của cái buổi dạ tiệc cũng như là nói riêng và cũng như là hội cái sinh hoạt của Từ Tâm Charity nói chung thưa thầy. Dạ A Di Đà Phật, thưa cô Đồng Thảo, kính thưa quý đồng hương Phật tử, đã trôi qua cách đây đã 5 năm cô Đồng Thảo ha. Dạ. Từ lúc mà mình sáng lập cái hội Từ Tâm cho đến nay thì cứ vào mùa hè như vậy thì mình có cái chương trình cho xe lăn, xe lắc, xe đạp và quà cho học sinh nghèo. Năm nay là lần thứ 5, nghĩa là mỗi năm cứ vào mùa hè thì mình sẽ làm một lần, và năm nay cũng không ngoại lệ. Thì như cô Đồng Thảo có nhắc lại là năm ngoái mình cũng ngồi tại cái phòng thu này. Yeah. Và mình chia sẻ đến tất cả đồng hương Phật tử chúng ta khắp nơi về cái chương trình gây quỹ cho xe lăn xe lắc, thì năm nay cũng vậy. Thì năm rồi đó thì mình làm ở tại trường YB, thì hôm đó hơn 1.000 người. Wow, hơn 1.000 người là quá đông thầy. Trời, thời tiết lúc đó thì rất là nóng nhưng mà đồng hương Phật tử chúng ta đến rất là đông. Có những người mà nó đặc biệt có một điểm là có những người ta thấy đông quá không có chỗ, không có ghế ta ngồi nữa, người ta đi vô uống chút, người ta ăn uống xong rồi ta ủng hộ xong rồi người ta lại đi công việc khác. Thì năm nay mình khác hơn một chút bởi vì mình có 5 năm thành lập hội. Có kỷ niệm 5 năm thì tất cả quý cô chú anh chị ở trong hội Từ Tâm thì mình có bàn thảo với nhau là mình sẽ làm ở tại nhà hàng Dynasty vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 2017. Thì ngày hôm đó là ngày Father Day. Thì nói về hội Từ Tâm thì mình làm thường thì các hội đoàn người ta làm một năm người ta làm một hai cái chương trình nào đó, còn riêng hội Từ Tâm mình thì hình như tháng nào cũng có. Nhưng mà dạ mình gây quỹ thì chỉ có một cái mùa hè này. Dạ. Thì mỗi tháng như vậy thì mình cho những người nghèo, những người già ở bệnh viện, hiện những người mà đi thăm bệnh mà gia đình họ nghèo quá, họ không có thể nào đi ra căng tin hoặc là nhà hàng để ăn cơm được, thì mình nấu cơm chay cho họ mỗi tháng hai lần tới 15 với ngày mùng 1 mà âm lịch, để gieo duyên. Thứ nhất là gieo duyên cho họ ý thức được cái việc ăn chay. Thứ hai nữa thì mình giúp cho những người nghèo bất hạnh hơn trong cái con đường mà họ cái hành trình, cái kiếp sống của họ bị thiếu thốn, bị thiếu hụt nhiều mặt. Và mặt khác thì mình đang nuôi 43 gia đình. Mình nói gia đình thì cho nó sang nhé, chứ còn những người đó thường phần lớn thì bị khiếm khuyết một phần nào đó trên người của họ. Người thì bị mù mắt, người thì bị câm điếc, người thì bị tay chân bị khiếm khuyết, chứ họ không thể nào để mà
có được một làm lụng và có được một cái cuộc sống yên bình được. Dạ. Thì mình giúp họ chừng vài ba chục đô cho mỗi tháng cho mỗi một gia đình vậy. Dạ. Thì từ là cứ xuyên suốt hàng tháng như vậy, và mình có cái chương trình đặc biệt nữa là hòm cho người nghèo. Cho những người mà mất đi, người ta không có hòm để chôn, thì mình cũng có thể giúp họ một cái đám tang, một cái hòm để mà thiêu thân. Và sau đó thì mình có những cái chương trình xây nhà tình thương, thì mình cũng làm được 6-7 căn rồi. Ô vậy đó hả? Thì nó rất rất là nhiều cái chương trình, nhưng mà cái chương trình mà xe lăn xe lắc này nó tương đối nó lớn hơn những cái chương trình. Bởi chương trình kia vài chục đồng, vài trăm đồng, 200-300 đồng mình kêu lên, hoặc là mình có thể làm được trong tầm tay của mình, trong tầm với của mình. Còn một mình cần nhiều chiếc xe đạp, mình cần nhiều chiếc xe lăn, mình cần nhiều chiếc xe lắc, mình cần nhiều chiếc món quà trong cùng một lúc để ban rải cho nhiều người bất hạnh. Thì cái chiếc xe lắc để giúp đỡ cho những người kém may mắn, người ta đi trên đường phố, người ta có thể bán vé số, người ta tự kiếm sống. Thay vì ở nhà người ta phải đi bà lót ở ngoài để đi xin từng đồng, từng bữa cơm, thì cái chiếc xe lắc đó giúp họ di chuyển ở trên đường để họ đi bán vé số, kiếm được vài ba chục nghìn rồi người ta về tay sống. Vài ba chục nghìn tiền Việt Nam á, nghe nói vài chục ba chục nghìn dữ dằn lắm, biết trước vậy làm tai quả. Thì họ sống được cho nó qua ngày. Đó là cái cách mà mình giúp đỡ. Thì cũng trôi qua là 5 năm là 5 lần như vậy rồi, mình đã làm xuyên suốt như vậy. Thì cho nên chính vì vậy cho nên chúng tôi nhờ cái đài tiếng nói quê hương làn sóng này để chuyển tải cái thông điệp này, cái thông tin này đến tất cả quý đồng hương, quý Phật tử. Nếu như quý vị nghe được cái chương trình này, hay quý vị mua vé cho ba mình, cho mình, cho mẹ mình, cho người thân của mình đi vào trong cái ngày lễ Father Day này, tức là ngày chiều chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017. Thứ nhất là chúng ta có được một cái niềm vui là cộng đồng của chúng ta xích lại gần nhau. Thứ hai là chúng ta có được những cái giây phút ăn cần và thoải mái hái nghe nhạc rồi tùy hãy đóng góp hết cho cái chương trình. Đó là những cái việc có ý nghĩa mà chúng tôi có mặt ở trên cái chương trình làn sóng của đài quê hương chuyển tải đến quý vị những thông điệp này, và hy vọng và mong ước rằng chúng tôi sẽ gặp và chào đón quý vị vào ngày chiều chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy đã trình bày rất là khá là đầy đủ về những sinh hoạt của Từ Tâm Loving Heart Charity. Như quý vị vừa nghe thầy nói đó, là cái công việc này là một cái công việc mà quá sức là ý nghĩa, bởi vì là giúp được rất là nhiều người, những người kém may mắn hơn mình. Và thầy có nói là cái chương trình được tổ chức vào ngày chủ nhật ngày 18 tháng 6, thì tình cờ nó lại đúng vô cái ngày là chúng ta sẽ celebrate Father's Day. Thì coi như là trước mua vui sau làm nghĩa, phải không thưa thầy? Thì mọi người có thể là cùng với gia đình như thầy nói, hoặc là rủ thêm bạn bè để chúng ta ngồi lại với nhau trong cái ngày Father's Day, trước là mua vui mà sau là làm nghĩa, là có thể vì cái tiền quý vị mua vé, quý vị sẽ giúp cho hội có đủ cái ngân quỹ để làm những cái việc từ thiện như thầy vừa mới trình bày. Đồng Thảo đang cầm trên tay cái tờ poster, thưa quý vị, của ngày hôm đó thì rất là đông những ca sĩ mà Đồng Thảo tin là quý vị rất là yêu mến, đang được yêu mến, nào là Thiên Kim, Đan Nguyên, Don Hồ, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, và có MC Việt Thảo cùng với một số ca sĩ tại địa phương của chúng ta nữa là Châu Dũng, Hoàng Nguyên, Quang Khải và Vũ Hiển. Một cái chương trình có bộ có vẻ nặng ký ha mà, đông ca sĩ rất sợ luôn. Có lẽ là các vị nghệ sĩ này cũng đóng góp mà lấy tiền thù lao, lấy lẹ thôi phải không thưa thầy, để chúng ta có nhiều tiền để mà bỏ vô quỹ để mà làm được những cái việc nghĩa như thầy vừa nói. Vâng, thưa thầy có thể cho con vài giây để con hỏi chị Yến Hà vài câu nhé, thì con sẽ trở lại với thầy sau. Chị Yến Hà, Đồng Thảo được biết là chị đã sinh hoạt trong hội Từ Tâm Loving Heart Charity rất là lâu phải không thưa chị? Dạ thưa vâng. Khoảng chừng bao nhiêu năm thưa chị? Dạ từ ngày thành lập hội đến bây giờ thì mình enjoy với hội cũng được 4 năm rồi thưa chị Đồng Thảo. Hội thành lập được 5 năm mà chị với 4 năm rồi. Dạ. Chị kỳ cựu quá rồi. Dạ. Công việc để mà đóng góp cho hội có cực khổ lắm không? Chị có
phải bỏ quá nhiều thời gian của cá nhân chị ra để mà làm cho nó có kết quả hay không? Dạ thưa, thì tất cả những cái công việc mà mình làm theo cái tâm thì mình không có thể nào là mình đem so sánh với thời gian mà hay là cực nhọc hết, thưa cô Đồng Thảo. Vâng. Dạ. Thảo còn nghe Xuân Trang có chia sẻ là hình như là chị có về Việt Nam. Dạ thưa vâng. Để chị làm những cái công việc này của hội phải không? Dạ. Chị có thể nói sơ qua được cái tâm trạng của chị khi chị về mà chị nhìn thấy hay là chị làm thật cái việc thật người thật như vậy, chị xúc động ra sao, chị có thể chia sẻ với thính giả không ạ? Dạ, xin kính chào tất cả các quý vị khán giả của đài Quê Hương Media. Tôi tên là Yến Hà và tôi sinh hoạt trong hội Từ Tâm của chùa Hồng Danh do thầy trụ trì Thích Quảng Thường. Hôm nay tôi có một cái cơ hội để lên đây mình xin trình bày được một những cái ý nghĩa của hội Từ Tâm đã làm trong bao nhiêu năm qua, và tôi được một cái duyên may là đã cùng tháp tùng với hội Từ Tâm về Việt Nam trong một cái chuyến trao quà cho những người tàn tật tại Việt Nam. Khi cái chuyến đi đó thì trong tâm của tôi đến ngày giờ này khi nói lên cái cảm nghĩ của mình, tôi vẫn còn giống như là mình đang ở tại quê hương Việt Nam của mình ở miền Tây, mà cái ngày mà tôi được đi, phái đoàn của chúng tôi đi một chiếc xe như vậy thì trên một cái đoạn đường chưa tới 60 km, nhưng mà tụi tôi phải đi trong vòng ít nhất phải 4 tiếng đồng hồ vì phải qua những cái cây cầu nhỏ, cái cầu sắt đã cũ kỹ lắm để về được cái vùng quê nghèo mà bà con đang chờ đợi để được nhận cái quà do hội Từ Tâm đem đến. Thì khi đoàn xe đến thì chúng tôi đến đó cũng 10 giờ sáng thì tất cả rất là đông bà con, cả mấy trăm người ngồi đó chờ đợi. Dạ, chờ đợi. Thì khi mình xuống như vậy thì cái niềm xúc động của mình không thể nào mà thấy được, thưa cô Đồng Thảo. Thảo cũng có thể hình dung ra, trời, Thảo nghe chị nói mà Thảo cũng thấy nổi da gà. Dạ. Chắc là mình cũng cảm thấy là mình xúc động và mình hạnh phúc là mình đang làm cái việc có ý nghĩa phẩm. Dạ, dạ thưa vâng. Dạ, vì cái đó mà hội đã can đảm bước trên những cái bước đường khó khăn và tiếp tục cuộc hành trình cho cái hội Từ Tâm của mình, nên năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội Từ Tâm. Và cái chương trình của hội năm nay là sẽ có một cái chương trình để xin bà con ủng hộ cho hội là 100 chiếc xe lăn, xe lắc, mà giá một chiếc xe lăn là 85 đồng, chiếc xe lắc là 165 đồng, và 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc xe đạp là 80 đồng, 1.500 phần quà, mỗi một phần là 15 đồng. Thì kể từ giây phút này cho đến ngày mình gây quỹ chính thức là ngày 18 tháng 6, thì quý vị có thể, các mạnh thường quân có thể gửi những cái check ghi về để donation cho hội là tại địa chỉ là 1129 đường Bo Harbor Way, San Jose 95122. Check xin ghi là Từ Tâm, hoặc mình có thể là donate online cho Từ Tâm.org, hoặc gọi số điện thoại là 408-449-5399 cho chùa Hồng Danh. Dạ. Quá là đầy đủ chi tiết. Đồng Thảo cảm ơn chị Yến Hà. Quay sang cô em, Đồng Thảo cũng đã gặp em vài lần thôi. Lúc nào chị cũng thấy em có mặt cùng với bên thầy Quảng Thường để làm những công việc từ thiện có ý nghĩa. Vậy thì Xuân Trang có thể giới thiệu một chút xíu. Chị biết là em cũng là tay chủ lực, gọi là key person của những chương trình này. Chị Yến Hà đã trình bày về công việc của hội làm rồi. Bây giờ chúng ta nói về cái ngày dạ tiệc này đi. Em giới thiệu thêm chi tiết đến quý vị thính giả và mời thính giả đi dự dạ tiệc đi. Dạ, trước hết em tên là Valerie Xuân Trang và xin kính chào chị Đồng Thảo cùng quý đồng hương, những người bạn đồng hành với hội Từ Tâm và những người khán thính giả của đài Quê Hương. Thì hôm nay cũng là một duyên lành gặp lại chị Đồng Thảo. Năm trước là mình ở đây để chuẩn bị tổ chức chương trình năm thứ tư, năm nay là năm thứ năm. Và như hồi nãy giờ thầy, chị Đồng Thảo và cô Yến đã trình bày với quý vị, thì cái chương trình ngày 18 tháng 6 này, một mình những bàn tay của chúng tôi ngồi đây thì không thể nào hoàn thành mỗi một năm cho những chương trình lớn như vậy. Cho nên quý vị, xin quý vị ủng hộ cho hội Từ Tâm và có thể mua vé để đi tới ngày gây quỹ ngày 18 tháng 6 ở Dynasty Restaurant là ở Grand Century Mall. Thời gian là từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm. Có những ca sĩ như Đan Nguyên, hồi nãy cô chị có nói Đan Nguyên, Đoàn Hồ,
Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh và Thiên Kim, có em cả MC Việt Thảo. Giá vé VIP là 150 đồng mỗi một người, vé đồng hạng là 100 đồng với lại 75 đồng. Thì cái phần vé này quý vị có thể thưởng thức một chương trình đại nhạc hội rất là quy mô, và cũng trong buổi dạ tiệc đó có tới 9 món ăn là của nhà hàng đêm hôm đó, cho nên quý vị có thể tới để mà ủng hộ chương trình chúng tôi và nghe những tiếng hát hạng E của những trung tâm lớn ngày hôm nay. Thì vé có bán tại Hội Từ Tâm, quý vị có thể liên lạc số điện thoại 449-408-449-5399, Paloma Cafe and Entertainment ở Grand Century Mall hoặc Infinity Real Estate ở số điện thoại 408-667-3013. Đó là những cái chỗ mà quý vị có thể mua vé, hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho cô Yến Hà ở số 408-834-3574. Những cái vé này thì mình giống như first come first serve, chị Đồng Thảo, nghĩa là quý vị đặt vé trước thì quý vị có những cái vé gần cái bàn mà gần hơn. Dạ. nhìn ca sĩ thì dễ hơn. Tới lúc đó mình tới sau thì tại chỗ đó không chừng chúng tôi không mấy năm trước thì tới ngày đó là tụi em đã hết vé rồi. Hồi năm trước lần thứ tư là hơn 1.000 người mình không có thể cho vô được nữa, thì năm nay hy vọng quý vị cũng cùng chung tay góp sức và đồng hành với Hội Từ Tâm như những năm trước đây để mà chúng tôi hoàn thành. Mỗi một năm chỉ có một lần thôi quý vị. Và đó là chương trình của Hội Từ Tâm. Quý vị cũng có thể donate online, nếu mà đi không được thì quý vị donate online 5 đồng, 10 đồng, 15 đồng, chúng tôi vẫn hoan hỷ và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Online quý vị có thể donate ở tutam.org hoặc là như cô Yến nói, gửi track về Hội Từ Tâm. Dạ vâng, cảm ơn em. Đúng là như là Xuân Trang nói đó, nếu mà quý vị không có rảnh, hôm đó là ngày Father's Day mà rủ dỗ được gia đình mà không đến được ngày đến được hôm đó mà đi chỗ khác á, thì quý vị ơi, quý vị không đến được, quý vị vẫn có thể gửi check hay là go online để mà donate cho hội, để mà hội có điều kiện để mà làm những công việc thiện như là thầy Quảng Thường, chị Yến Hà và Xuân Trang vừa mới giới thiệu đến quý vị. Thưa thầy, con nghĩ rằng là làm một cái công việc lớn như vậy mà trải qua 5 năm trời như vậy thì chắc là thầy là người đầu đàn, chỉ đạo và dẫn dắt các chị cũng như các em để đi làm được cái con đường dài như vậy, mà được tới 5 năm trời và bao nhiêu là cái công việc mà thành tựu như vậy thì chắc là công đức rất là lớn, và thầy cũng bỏ ra bao nhiêu là công sức. Mà con thì con thấy là chùa thì nhỏ xíu việc lớn như vậy. Phật tử thường ta phải chùa lớn ta làm được, tại vì Phật tử đông. Còn thầy thì chùa nhỏ xíu mà nghèo như vậy thì chắc là thầy cũng phải bỏ bao nhiêu là công sức vô. Thầy có thể chia sẻ được là thầy đã làm việc như thế nào? Cảm ơn cô Đồng Thảo có đã suy nghĩ đến chùa và gần nhất là suy nghĩ đến thầy. Cô Đồng Thảo nói đúng, cái chùa mình rất là nhỏ và rất là hẹp, nguyên diện tích sinh hoạt anh ở sống và sinh hoạt đại chúng chỉ có 960 square feet. Quá nó, nhỏ. Dạ, nó không bằng cái phòng thu này. Mà thầy làm việc quá lớn thì con cũng rất là... Nhưng mà cô Đồng Thảo biết ngày xưa thầy ở lúc mà 10 tuổi, 11 tuổi thầy vào chùa thì cứ đổ vào những ngày rằm đó. Dạ. Thì cái con đường mà vô chùa thì những người mà vô gia cư không có nhà cửa, ở đây gọi là homeless, Việt Nam mình gọi là ăn xin, thì người ta ngồi đầy cổng chùa. Bởi vì ngày hôm đó rất là nhiều Phật tử về chùa để sám hối, thì người ta hy vọng tập trung vào những cái ngày đó thì có người cho tiền mới có người cho tiền thôi, còn những ngày thường thì cũng có nhưng mà lại ra thì không có nhiều. Thì thầy nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì thật sự lúc đó mình không có cảm giác gì nhiều. Rồi dần sau đó mình lớn lên, mình va chạm nhiều trong cái cuộc sống, mình thấy những người bất hạnh nhiều hơn nữa. Rồi nó quặn thắt cái lòng của mình. Rồi thầy có một lần thầy ngồi xuống với quý Phật tử, thôi mình làm một cái việc gì đó. Cái Hội Từ Tâm này sáng lập ra thì cái đồng nghĩa với ngày xưa là
Valerie là mỗi một tháng như vậy cứ cho tiền về những cái làng ở Việt Nam đó. Yeah. Thì sau đó sư mới bảo thôi cái tiền này đem vô cho chùa để từ chùa mình làm ra để có tiếng nói, thì từ đó rồi khơi dậy mấy thầy trò trong 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 chùa làm với nhau thôi. Rồi dần dần đồng hương Phật tử mình biết nhiều hơn, họ thấy mình làm những việc có ý nghĩa như vậy, họ xin đóng góp. Rồi cứ dần dần như vậy nó lớn lên, rồi bắt đầu thầy trò mới lập ra cái hội từ tâm. Cho nên những cái việc này rồi từ đó chúng tôi cứ nỗ lực tiếp tục như vậy. Hàng ngày chúng tôi có thể cũng đi lượm lon lượm chai ở đâu người ta bỏ, mình cũng có thể lấy đồ đồng hương Phật tử, mình mang lon chai những cái đồ mình recycle đó, mình đi bán rồi mình gom lại. Có nhiều hình thức. Hôm nào đó có thời gian hơn mình sẽ nói về cái việc này, nó dài lắm, nó nhiều lắm. Tương Thảo rất là xúc động và cảm ơn thầy đã chia sẻ. Quý vị vừa theo dõi buổi phỏng vấn của truyền hình quê hương Media với thầy Quảng Thường từ chùa Hồng Danh và từ tâm Loving Heart Charity về sinh hoạt của hội cũng như là thông báo về dạ tiệc văn nghệ gây quỹ sắp tới. Văn nghệ lần này là lần thứ 5 của hội vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Chúng tôi sẽ chạy trên màn hình cái poster này để quý vị có thể coi rõ hơn. Bây giờ thì chắc là hết giờ, Đồng Thảo đành phải chia tay với thầy Quảng Thường, với chị Yến Hà và với Xuân Trang. Cảm ơn thầy, cảm ơn chị và cảm ơn em đã đến. Em muốn... Dạ, chị Đồng Thảo ơi, trước khi mà mình dứt cho em xin nói vài lời cảm ơn tới những mạnh thường quân, thì những vị này đã đồng hành với chúng mình trong những năm nay, và những công ty của local của mình, nếu quý vị có thể ủng hộ anh Thuận Nguyễn của Loan Factory, Tom Arning, Thịnh Hoàng Loan Agent của Wells Fargo, Jonathan Nguyễn của Valley Vacuum Services, anh Nhân Nguyễn, Mass Mutual, Sài Gòn Kitchen nhà hàng, iCare Pharmacy, Infinity Real Estate, Phở 90 độ, anh Kenneth Tạ, Mint & Basil nhà hàng chay và nhà hàng Paloma Cafe ở Grand Century Mall. Valerie Xuân Trang xin đại diện Hội Từ Tâm và tất cả những người nghèo khó ở quê hương chúng ta xin cảm ơn tới, gửi lời cảm ơn tri ân tới tất cả quý vị đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong những năm qua. A Di Đà Phật, và con xin chào thầy.